Người thân của Tổng thống Venezuela bị Hoa Kỳ bắt giam về tội buôn lậu ma túy tiên từ New York. Hai người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị Hoa Kỳ truy tố vì can tội buôn lậu ma túy. Một người là Celia Flores, là cháu vợ của ông Maduro, đã bị giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ điều tra về tội buôn lậu ma túy bất hợp pháp hồi đầu năm nay và tội rửa tiền liên quan đến các viên chức Venezuela. Hai nghi can còn lại là Frankie Francisco Flores de Fiestas, 30 tuổi, và Efran Antonio Campbell Flores, 29 tuổi, bị tòa án liên bang truy tố tại Manhattan. Cả hai đã bị giải ra tòa án vào cuối ngày hôm qua và bị chánh án liên bang chủ tọa phiên tòa ra lệnh tống giam mà không cho bảo lãnh. Họ đã bị bắt tại Haiti vào hôm thứ Ba và bị giải đến New York vào tối ngày hôm đó không có người nào nhận tội và luật sư biện hộ cho biết là họ không phạm tội tại phiên tòa xử vào ngày 18 tháng 11. Một viên chức Hoa Kỳ tại Washington cho biết là một nhân viên cấp cao của Hoa Kỳ đã liên lạc với chính phủ Venezuela vào ngày hôm kia để thông báo về việc Hoa Kỳ bắt giữ thành viên của gia đình ông Maduro theo luật pháp của Hoa Kỳ chứ không phải là động lực chính trị để chống lại ông Maduro. Cáo buộc của tòa án Hoa Kỳ đã làm cho ông Maduro, 52 tuổi, bối rối trong lúc đảng cầm quyền của ông đang chuẩn bị cho cuộc vận động bầu cử vào quốc hội cuối năm nay.